mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Chào mừng anh em lại đến với series câu chuyện về các lực lượng có trong tựa Liên Quân Mobile, nơi chúng ta sẽ tạm bỏ qua những cuộc đấu nơi chiến trường 5v5 để đào sâu vào bối cảnh và quá khứ để hiểu thêm về các lực lượng đã góp phần tạo ra một miền đất hứa đa dạng này nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về các thành viên thuộc lực lượng được xem như là đối thủ không đội trời chung của vực hỗn mang và có thể coi là ánh sáng công lý dẫn đường cho toàn vương quốc Athanor, đó chính là Tháp Quang Minh. Ấy mà trước khi vô chuyên mục chính thì anh em đừng quên dừng khoảng chừng là 2 giây để nhấn like, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Bọc Liên Quân để tiếp thêm động lực cho mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều, còn bây giờ thì cùng nhau vào việc thôi. Let's go! Tháp Quang Minh nằm ở phía bắc và tọa lạc tại phần cao nhất của đỉnh núi Ophir của đại lục Athanor. Đây là thế lực tượng trưng cho các vị thần thuộc phe chính nghĩa đối lập hoàn toàn lũ ma quỷ do Vulcan cầm đầu. Thì người lãnh đạo Tháp Quang Minh này là nữ thần Illumia. Đây cũng là vị tướng dẫn đầu lãnh đạo cho phe liên minh chính phái. Toàn bộ Tháp Quang Minh được chia làm 6 khu vực và mỗi khu vực như thế sẽ thuộc về sự lãnh đạo của một thủ lĩnh riêng. Những vị thủ lĩnh của Tháp Quang Minh. Đầu tiên phải kể đến một trong các thủ lĩnh, đó chính là vị lãnh tụ Tháp Quang Minh, Illumia. Đứng đầu cho khu vực giáo đình trung ương, nơi đây được xem như là trung tâm hành chính của Veda. Illumia ngày xưa là một trong những thành viên đầu tiên của Tháp Quang Minh và cũng như 5 thành viên chủ chốt của lực lượng Sara. Cô là một trong những đệ tử thân truyền của Thánh Quang mà Pháp Sư Edrat. Là một thánh tộc, Illumia luôn tuân thủ điều luật ánh sáng một cách nghiêm túc, hoặc có thể nói là cô sùng bái điều luật này. Sau khi Vulcan phản bội Tháp Quang Minh và giết chết sư phụ Edrat, Illumia chính thức là người kế vị và giữ vai trò là nữ thần ánh sáng của Tháp Quang Minh. Từ đó cô trở thành người có quyền lực tối cao, đứng trên tất thảy các sinh vật của vương quốc Athanor. Và vì ngồi ở ngôi vị như thế, nên Illumia không bao giờ để lộ diện mạo của mình trước mọi người. Họ chỉ biết rằng vị nữ hoàng của họ là người sở hữu mọi thứ hoàn hảo nhất trên thế giới. Nhân sắc, thông thái, sức mạnh, vinh quang và cả quyền lực. Mọi vị anh hùng mạnh mẽ đến đâu đều sẽ trở nên lu mờ khi đứng trước Illumia. Sự thánh khiết, cao quý, đầy thanh tao của cô khiến tất cả sinh mạng đều tin rằng Illumia chính là nữ thần mang đến hy vọng và ánh sáng cho nhân loại. Sau khi lên ngôi và trở thành kẻ thù chính của lực lượng Sara, thì đối với các ác ma nơi vực hỗn mang, Illumia thực hiện chủ trương cần phải thực thi điều lệ đó là đuổi cùng giết tận. Nhưng không giống với người thầy Edrat, thủ đoạn chính trị của Illumia càng trở nên sắc sảo và thông minh hơn. Là một nhà lãnh đạo tài ba, Illumia tinh thông cả đối nội lẫn đối ngoại. Nàng có thể dùng thủ đoạn cứng rắn, khiến cho một bộ phận lớn các thánh tộc phải nghe lời. Và cũng như khi lựa chọn con đường không áp bức thống trị, mà lôi kéo để có được sự hợp tác của lâu đài khởi nguyên. Đồng thời, cô hợp sức cùng rừng trạng vạng để đánh bật được các cuộc tấn công của lực lượng xa đoạ qua một thời gian dài. Illumia sẽ chẳng bao giờ để quyền lực tuột khỏi tầm khống chế của bản thân. Thủ pháp chính trị, cương nhu kết hợp không ngừng củng cố cho địa vị của Illumia tại Tháp Quang Minh và còn cho các sinh linh trên vương quốc một câu chuyện về vị nữ thần huyền thoại đã và đang che chở bảo vệ chúng sinh. Thời gian trôi qua, niềm tin này không hề phai nhạt đi mà ngày càng trở nên vững chắc hơn, giúp những tín đồ kiên tâm trước cám dỗ bóng tối. Vì vậy, trong mắt vô số tín đồ, nàng là nữ thần ánh sáng duy nhất đại diện cho chân lý. Khu vực thứ hai đó là Điện Gophel, hay còn gọi là Điện Phúc Ẩm. Đây là điện lớn nhất và đông nhất của Tháp Quang Minh, có vai trò truyền bá tín ngưỡng ánh sáng đến với mọi người đứng đầu là Laurel. Laurel là vị hộ thần của cung điện ánh sáng và cũng là lãnh tụ tinh thần của các tín đồ Tháp Quang Minh, nhằm bảo đảm thế giới luôn được duy trì trật tự cùng bình an cho muôn loài sinh vật. Laurel dành phần lớn thời gian của mình để cư ngụ bên trong ngôi đền thờ phụng chúng thần và truyền đạt lại những lời của các vị thần đến với chúng sinh. Đối với các tín đồ, Laurel chính là người đại diện của thần. Tín ngưỡng thành kính và tôn sùng đã từng khiến cho Laurel sở hữu nguồn sức mạnh vô địch. Sử sách ghi lại, nàng thậm chí còn đã từng có thể nắm giữ quyền cai quản luân hồi, bất kể là sinh mạng mới ra đời hay là sinh mạng rút bỏ hơi thở cuối cùng. Cho đến việc các linh hồn đi đâu về đâu đều phụ thuộc vào quyết định của Laurel. Tương truyền rằng, khi đôi cánh của nàng phất lên thì có nghĩa là một sinh mạng mới đã được chào đời. Và khi nàng khép lại đôi cánh cũng có nghĩa là có sinh mạng đã lìa đời. Các tín đồ dưới trướng cũng từng được chứng kiến sức mạnh của Laurel trên chiến trường khi nàng sải cánh bay xuyên qua hàng ngũ quân thù rồi nhẹ nhàng hạ gục từng tên một.
Với tốc độ ánh sáng cùng sức mạnh thần thánh, chắc chắn chẳng kẻ nào có thể chống lại được nàng. Cùng với đội quân của mình, Laurel đã quét sạch một đoàn quân sa đọa trên chiến trường dễ như trở bàn tay. Điều này ngày càng làm tăng tín ngưỡng của các tín đồ, cũng như các sinh vật đang nhận được sự bảo hộ của Laurel. Tiếp đến trong danh sách này chính là Điện Công Lý phụ trách nhiệm vụ phán quyết và xét xử do vị thần phán xét Tulen đứng đầu. Tulen ngày xưa chính là do Illumia dùng trận pháp cổ xưa triệu hồi ra, là một á thần được sinh ra để có thể ra hiệu lệnh cho sấm sét. Chính vì thế mà từ khi còn nhỏ, anh chàng đã tỏ ra mình là một đứa trẻ phi thường, khi dễ dàng khiến sấm sét phải cúi đầu nghe theo mệnh lệnh của mình. Không những thế, sấm sét mà Tulen tạo ra thậm chí còn mạnh hơn pháp thuật bình thường của thần thánh tạo ra hàng nghìn lần. Sau khi thấy được tài năng của anh, Illumia quyết định để Aleister trở thành sư phụ để phụ trách hướng dẫn, chỉ bảo Tulen các bước để có thể điều khiển thuần thục hoàn toàn tất cả sức mạnh mà mình đang sở hữu. Tuy nhiên, Aleister lại không hề thích cậu học trò Tulen một chút nào, bởi vì hắn biết, trong tương lai, một ngày nào đó, Tulen sẽ là người đoạt đi mọi thứ mà hắn đang có. Vì vậy cho nên, Aleister đã quyết định bỏ mặc không dạy dỗ gì nhiều cho anh. Nhưng không may thay, Tulen không hề quan tâm đến thái độ của Aleister. Vì bản thân anh chàng được sinh ra từ sấm sét, thế nên việc sử dụng sấm sét chính là bản năng trong máu của anh. Không những thế, Tulen lại còn là một cậu bé có sở thích tự mình tìm hiểu những điều mới lạ. Vì thế chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Tulen có thể tự dùng sức mạnh sấm sét không cần chú ngữ nào để hỗ trợ. Và việc Aleister vô tâm với anh lại càng tạo ra cho Tulen sự tự do tuyệt vời để anh chàng có thể một mình tu luyện để ngày càng đẩy sức mạnh của mình lên những tầm cao mới. Sự thành công của Tulen đã đưa Aleister vào vòng xoáy của sự thất bại mà gã tự chuốc lấy. Sau khi Aleister ra đi, Tulen đã bất ngờ đi tìm tới ngôi đền thuộc quyền lãnh đạo của Aleister ngày xưa. Năng lực điều khiển sấm sét diệu kỳ của mình, anh đã thành công loại bỏ đi toàn bộ dấu tích của người giáo viên cũ. Bằng cách đó, Tulen đã chứng minh với mọi người rằng anh không chỉ có sức mạnh để kế thừa ngai vàng của Aleister, mà chính ngôi đền cũng đã chọn cậu làm chủ nhân mới của nó. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Illumia, Tulen đã thành công trở thành vị vua của sấm sét. Về sau, Tulen nhận được mệnh lệnh phải mang Aleister về Tháp Quang Minh để xét xử tội phản bội. Và đương nhiên, đây cũng là điều mà Tulen mong muốn nhất. Thứ ba là Điện Trí Tuệ giữ vai trò phụ trách mảng văn hóa và giáo dục. Đứng đầu là Ignis, với vai trò là người bảo vệ ngọn lửa thiêng, từ lâu đã được biết đến là người có kiến thức phong phú và đức tin không thể nào có thể lay chuyển. Ông từ lâu đã là người được chọn để dẫn dắt các tín đồ đi theo con đường ánh sáng. Vì lý do này mà ông được biết đến với cái tên Người Dẫn Lối. Tuy nhiên, trước khi trở thành một phần của Cung Điện Ánh Sáng, Ignis đã từng là một học giả kiêm linh mục tại ngôi đền Trầm Tự. Chính vì là một học giả, ông gần như bị ám ảnh bởi việc tìm ra cội nguồn chân lý và Ignis đã phải dành phần lớn thời gian tại đền Trầm Tự để nghiên cứu. Ông đã tham khảo vô số văn tự cổ xưa, một trong số đó đã dẫn lối Ignis khám phá ra những pháp thuật màu nhiệm của ngọn lửa thiêng vốn bị lãng quên từ lâu. Việc nghiên cứu về ngọn lửa thiêng đã mang ông tiến gần hơn đến với ước mơ của mình trong thời gian dài. Mặc dù không tìm ra nguồn gốc của ngọn lửa, nhưng khám phá của Ignis đã thu hút được sự chú ý của phe bóng tối. Vì sự phát hiện ấy sẽ phần nào ảnh hưởng đến sự cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối, thế nên lực lượng sa đọa không thể nào để yên. Dưới sự chỉ huy của chúa tể bóng tối, một đội quân quỷ dữ đã tấn công và dùng lửa địa ngục thiêu đốt đền Trầm Tự. Trong khi học giả khác hoảng loạn chạy trốn, thì Ignis lại kiên quyết không chịu rời đi. Để có thể bảo vệ các văn tự cổ quý giá, ông sẵn sàng chịu đựng những vết bỏng nặng nề từ cơn thịnh nộ của bầy quỷ. Trong khoảnh khắc then chốt, lời cầu nguyện chân thành của Ignis đã thành công, đánh thức sức mạnh của ngọn lửa thiêng, khiến màu đỏ của lửa địa ngục biến thành màu lửa trắng của thần thánh. Đó chính là ngọn lửa thiêng mà Ignis đã mong muốn nhìn thấy sau nhiều năm nghiên cứu. Dù đã lụi tàn từ rất lâu, nhưng giờ đây, nó thực sự đã được tái sinh nhờ được tiếp thêm động lực từ sự tái sinh đó. Những người bảo vệ ngôi đền đã tập hợp lại với nhau dưới sự lãnh đạo của Ignis. Họ cùng nhau vùng lên, chống trả và giành chiến thắng trước sự xâm lược của ác ma. Sau trận chiến, Ignis nhận được sự giới thiệu từ Laurel và chính thức gia nhập vào lực lượng Tháp Quang Minh. Và cuối cùng chính là Điện Tài Phú. Đúng như tên gọi, điện này chuyên phụ trách về tài chính và thuế của Tháp Quang Minh do Gildu đứng đầu. Gildu ngày xưa đã từng là thành viên của một gia đình nhà quý tộc giàu nứt đố đổ vách trong vương quốc. Mọi người còn có thể chắc rằng gần như mọi ngóc ngách của cả lục địa Athanor này đều đã và đang có sự liên quan đến sản nghiệp của gia đình Gildu. Bất cứ nơi đâu dính líu đến tiền bạc
đều sẽ có dính líu đến Yudu. Nói không ngoa thì lúc đó, huy hiệu của hắn đôi khi có hiệu lực hơn cả mệnh lệnh của nhà vua đất nước. Ấy thế nên chẳng ai lấy làm lạ khi hắn được người đời trao cho biệt danh vua hoàng kim. Thật trớ trêu thay, khi đời sống vật chất càng sung túc bao nhiêu thì thế giới tinh thần của Yudu càng trống rỗng và vô vị bấy nhiêu. Chính vì thế hắn cố tình khiến cho bản thân chìm đắm trong nữ sắc và những cơn say vô tận. Đúng lúc đó, Yudu lại vô tình biết đến giáo lý thanh tẩy linh hồn và cứu rỗi thế gian của Tháp Quang Minh. Và từ đó, thế giới tâm hồn của Yudu nhanh chóng được lấp đầy khi hắn chấp nhận lời mời tham gia vào cung điện ánh sáng. Dẫu vậy, với kinh nghiệm lõi đời của mình, Yudu thừa biết thứ tín ngưỡng cuồng nhiệt này về bản chất cũng không khác những thứ mà hắn đã từng trải nghiệm là bao. Tuy nhiên, hắn vẫn ở lại Tháp Quang Minh và chấp nhận trung thành với những tín ngưỡng đó, bởi vì những điều hắn muốn là những cơ hội để vươn xa hơn và có thể truy đuổi quyền lực một cách danh chính ngôn thuận rất nhanh chóng. Yudu đã thành công và trở thành một trong những tín đồ quan trọng và có quyền lực bậc nhất không chỉ của Tháp Quang Minh mà còn là cả của lục địa Athanor. Và trên đây chính là cốt truyện của các vị thủ lĩnh của Tháp Quang Minh, những người đã góp phần rất lớn vào nguồn sức mạnh vĩ đại nhằm chống lại thế lực bóng tối và giữ vững nền hòa bình và cuộc sống bình yên cho mọi người. Nếu anh em để ý thì trên đây, Bóc Liên Quan chỉ mới điểm qua 5 trên 6 khu vực của Tháp Quang Minh mà thôi. Còn một khu vực còn lại, anh em hãy chờ đón video tiếp theo về thế lực Tháp Quang Minh ở phần 2 để hiểu rõ hơn nhé. Đừng quên like và theo dõi Bóc Liên Quan và chia sẻ kết quả anh em đoán được cùng chúng mình nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye! I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything. Everything just fade away, cause she's like sex, drugs, cocaine, right? So insane, jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, vice, so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine.
loading up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. Long game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine.